Hello, chào anh em. Chào mừng quay trở lại video tiếp theo của tôi. Có rất nhiều anh em hỏi tôi về công thức và trải nghiệm trong tựa game TAOS thì hôm nay tôi lên đây. Nói chung là anh em săn đón khá nhiều trong thời gian vừa đây thì về tựa game TAOS này. Thì mình thấy cũng đánh giá sơ qua về tựa game TAOS thì có thể loại đối chiến, loại game bài khá là ngon này. Điện tử thì không thể thiếu hai bàn tài xỉu 15 giây để sóc đĩa bầu cua bắn cả ba ca sát dòng hổ. Quay hũ vậy khá là nhiều thì loại quay hũ ngon anh em có thể vào đây tham gia kiếm lúa thời đại kỹ thuật số rồi. Anh em vào đây anh em tham gia kiếm lúa cực kỳ ok mà đúng không? Anh em lúc khoảng 5 lít một mờ thôi là anh em có thể trang trải cuộc sống rồi. Cũng khá là ok. Bóng này, casino và số phần tự game online này khá là ngon này. Khi vào game thì em sẽ được nhận gift code tân thủ chạy game từ 10k đến 88k. Anh em chuyển penny 1 lít thôi này anh em đụng nữa rồi. Đấy, game thì mình thấy làm rút cực kỳ nhanh. Đấy, mình thấy đạp rút cực kỳ nhanh ok chưa? Hôm nay cùng tôi vào trong bản tài xỉu nổ đi tham gia kiếm lũ tại đây anh em nhé. Theo đúng cầu đi anh em ơi, theo đúng cầu đi. Sao nào? Xem có lũ không anh em ơi? Theo đúng cầu, đúng cầu, đúng cầu. Cầu 212 hút luôn anh em nhé. Đúng cầu 212 là hút luôn anh em hiểu không? Cứ đúng cầu thì mình đi thôi anh em ơi. Úp nhau anh em nhá. Cậu 212 này, 212 này anh em ơi. Ôi chưa, ấy khá là ngon. Đúng cầu theo thì vẫn cứ là hụt anh em nhá. Quả cầu bất diệt 212 được chưa? Thì anh em nào muốn tải tự game tạo web cùng nhau kiếm nối của tôi thì em có thể tải ngay theo đường link bên dưới hàng ngày để có công thức cho anh em tham gia kiếm nối về bờ. Đấy, vào game thì em sẽ nhận gift code tân thủ trải nghiệm game từ 10k đến 88k. Anh em chỉ cần pay lên 1 lít thôi là anh em đụng đỗ thôi. Cầu đang gọi 212 thì cứ theo 1212 đi em ơi. Cầu đang đẹp 39 cầu này đều đi lên hết anh em ạ. Check xin cầu nhá. 1 cộng 4 là 5, 5 cộng 8 nó xỉu không theo này. Không theo anh em ạ, không theo. Thì 4 cộng 6 là 10, 16 không theo thì không theo là bị bem xỉu đúng không? Không theo là bị bem xỉu, tay này mình kết tài anh em ạ. Không theo là bem xỉu nhưng mà tay này mình kết tài anh em nhé. Cứ đi theo đúng cầu đã anh em ạ. Cứ đi theo đúng cầu đã anh em ơi. Ok hơi lag một chút nữa mình 62 húp anh em nhé. Phải đúng cầu mà theo anh em ạ, phải đúng cầu mà theo anh em nhé. Húp luôn này, anh em ơi. Đấy, cứ đúng cầu anh em mình theo nhé, 16 nữa. Với lại 3, 9 cầu đều đi lên để mình kết con tài anh em ạ. Kết con tài này vừa tay này đánh nha, tay này mình theo này, tay này mình theo, tay này mình không theo rồi. Mình cộng cho mình đây, anh em cộng cho mình này. Con trước là 4 này, đấy, con sau là 6 này. 6 cộng với lại 16 này. Đấy, 10 cộng với 16 là 26 mà. Tiếp tục là từ từ tài qua tài đây, từ tài qua tài về xỉu đây anh em ơi, từ tài qua tài về xỉu đây. Ok, từ tài đây. Một cái ngang từ tài của tài về xỉu anh em nhé. Từ tài của tài về xỉu. Còn anh em nhìn cho mình 2, 4, 6 nhiều anh em số trận. Anh em về xỉu đông phết rồi giờ mình vào thì vẫn không được anh em ạ. Mình vào vẫn không được thì tay này mình sẽ vào nhẹ 1m4 vào tài đi. Đấy, tại vì anh em vào không được mà. Đấy, đấy chưa. Giờ tôi vào thì cũng không có được đâu. Mà không sao, hũ đang có 1 lít chắc vừa mới đổ hũ xong anh em ạ. Vừa mới đổ hũ xong này. Ok này. Úp, ơi, thề với anh em luôn. Đấy, đôi khi anh em vào muộn phát thôi, anh em vào xỉu thì không thể vào được anh em ạ, không thể vào được. Tại vì giờ chúng ta phải vào sớm cơ, đúng phương pháp đấy. Đây tôi nói cho anh em để cố gắng cho xem rồi chúng ta vào đi, chúng ta thực hiện nhé. Cho nhanh anh em ạ. Đấy, hỗn mới đủ hũ xong, hũ 3 này đã hồi này 1 lít rồi. Hũ đang 1 lít anh em ạ, tiếp tục về 15. Về 4, 5, 6, đây vừa 4, 5, 6 về xỉu rồi. 456 về xỉu rồi. 4356 đó về xỉu rồi. Tại này mình cứ tiếp tục pem tài đi anh em ơi. Đúng phương pháp thì mình đi thôi anh em ơi. Đúng phương pháp mình đi thôi anh em nhá. Ôi chưa đi 28 là tài này anh em ơi. Đấy. Đấy mình nụm cho anh em mình ba tay rồi, ba tay rồi khá là ngon rồi anh em ơi. Đấy thì anh em này muốn tải tự game táo hết thì anh có thể tải ngay theo đường link mình dưới. Từ nãy giờ tôi chỉ mới chỉ là mới chỉ là tôi theo cầu thôi anh em nhá, mới theo cầu thôi. Mà tôi đã lụm ngay được đâu đó khoảng 13m này, 13m đã 9m này. Ok, về xỉu đang không sao hết rồi các bạn. Về xỉu không sao hết, đúng quy trình của nó thì chung từ tôi hay bảo anh em là cái này nó về tài. Thì em còn hiện giờ thì em nên xem xét. Anh em xem xét nhá. À, xem xét bỏ qua cái phương pháp này. 456 123 456 789 lại về tài đi anh em nhé. Để chúng ta xét lại nếu cảm thấy ok thì mình sẽ chia sẻ cho anh em tiếp tục vào những cái video sau nhá. Ok, nó về xỉu 10 này anh em ơi, về xỉu 10 này. 1 xỉu, 2 xỉu, 3 xỉu cái con này đi.
Câu này thì câu xem nào. Câu này thì câu tài em nhé. 10 là bài tài cho mình, ok chưa? Đây thì tài này. Tài tên này về tài cho anh em nhé. Ok chưa? Về tài cho mình nhé. Ok chưa? Vậy thì em xem video của tôi thấy hay đừng quên để lại tôi giúp anh em nhé. Bật cái chuông thông báo đi để nhận những thông báo mới nhất từ video của tôi. Sẽ nào? Tay cuối mà tay kết để tay kết tay kết tay kết. Có cho kết không này? Có cho kết không này? Có cho kết không như này? Ok chưa? Có cho kết không như này anh em ơi, húp, ok chưa, húp nhá. Ok, vậy là mình đã lên được đâu đó khoảng mình đụng đâu đó khoảng 2M đấy, 2M đi, mình đụng đâu khoảng hơn 10M em ạ, hơn 10M. Vài tay thôi, ba tay thôi em ạ. Khá là ngon. Đấy thì em là muốn tải từ game tạo web thì có thể tải ngay theo đường link mình sở nhắc kích ở đây, tải cái về thôi. Vào game thì hàng ngày em sẽ code tuân thủ chạy trong game từ 10k đến 88k. Anh em chưa beta tôi nên muốn đi tải game đủ nữa rồi. Đấy thì chúc tất cả anh em mình thành công và chúc anh em mình một buổi chiều vui vẻ. Đấy, có được phương pháp để anh em vào thì tham gia kiểm đủ cực kỳ là ngon nhé. Game thì nạp rút tự động để nạp nhanh rút nhanh. Đấy thì hẹn gặp anh những video sau. Bye bye.